Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng vị tướng Triệu Vân hay còn gọi là Di Long này để đi rừng. Vị tướng này thì đã được chỉnh sửa nha. Và sau khi chỉnh sửa thì sức mạnh của vị tướng này như thế nào, cùng mình trải nghiệm trong video ngày hôm nay nha. Và trước khi bắt đầu vào video thì các bạn hãy cho mình xin một nút like, một lượt share và một lượt comment ở phía bên dưới. Bởi vì những cái like, những cái share của bạn sẽ giúp kênh của mình được đề xuất cực kỳ là tốt ở trên nền tảng YouTube. Và hiện tại thì kênh của mình đang không được đề xuất nha các bạn. Các bạn lên trên YouTube, các bạn gõ tất cả các nội dung về Hollow Kinh hay Vương Giả Vinh Diệu thì kênh của mình nó không được đề xuất đấy. Đây là một cái mình khá là tiếc, cho nên là mình cần cái việc mà các bạn like và share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu. Đây, có mạ ở đây, mình sẽ bắt dình con đường mít nhá. Mít nó đang đi ở đây này. Đây này, đây rồi. Từ từ để mình sẽ lựa. Ô chết kia. Chết rồi. À đây, ui, 3 thằng. Chết cũng phải lấy được một mạng nha mọi người. Pha đấy là mình tính là con kia nó hết đường đi rồi, mình sẽ tiếp cận thêm một nhịp nữa để mình cho nó dính hết tung. Nhưng mà không ngờ là pha đấy có cả tôn sách, cả tư mà ý nó phi ra mình luôn. Đấy, cho nên là pha đấy thì không đỡ kịp. Nhưng mà may mình vẫn đổi lại được một cái mạng. Ở đợt chỉnh sửa vừa rồi thì mình có cập nhật cho các bạn là cái vị tướng này được tăng cái khả năng hồi máu ở kỹ năng 2 nha các bạn. Và ulti của vị tướng này thì khi mà không trúng địch nó sẽ được giảm 50% hồi chiêu. Cái này nhá, khi mà các bạn ulti lên quái rừng ấy, nó giảm 50% luôn, bởi vì quái rừng nó không tính là kẻ địch mà. Đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn cho anh em đi rừng nha. Về cái giai đoạn giữa và cuối game ấy, khi mà các bạn có những cái trang bị mà giảm hồi chiêu rồi ấy, thì cái ulti của các bạn lên quái, lên lính nhanh cực kỳ luôn, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 giây thôi. Đây này, đợi hồi ulti này. Đấy. Con này nhá, được cái ulti rất sướng nha. Giai đoạn đầu game thì có thể là nó sẽ cái thời gian hồi chiêu. Ai à? Ai à? Cướp à? Ui à. Cướp này. Phát nữa. Ui giời, không chết kìa anh em. Đây mình vẫn có ulti nhưng mà từ tạm thời nha. Mình sẽ lựa thời cơ, bây giờ mình chưa thể vào được. Nếu mà bây giờ mình vào mình chết. Đây mới là lúc vào nè. Ok. Ok chưa anh em? Cái nội tại của con này cũng khá là hay. Anh em thấy có thấy ba cái mức ở trên cái thanh máu không? Thì mỗi một mức anh em sẽ có phần trăm miễn thương khác nhau nha. Khi ở cái mốc từ 100 xuống 66 ấy, thì các bạn sẽ nhận được 5% miễn thương. Và khi ở mốc giữa là từ 66% xuống còn 33%, các bạn sẽ nhận được 10% miễn thương. Và từ cái mốc 33% về 0% máu, các bạn sẽ nhận được 20% miễn thương nha. Đấy, cực kỳ là nhiều. Và khi mà cái khả năng hồi máu của các bạn ở chiêu 2 ấy, các bạn hồi máu nó sẽ chuyển thành, anh em thấy cái dạng giáp không? Đấy, cái dạng giáp ảo, cái giáp màu trắng ấy. Thì khi mà các bạn hồi phục đầy cái lượng máu nó sẽ phun cho các bạn. Đây mình sẽ từ từ mình sẽ dính. Đấy, phi vào rồi, có mạng rồi. Nhưng mà mình không ăn được mạng đấy. Không sao. Tí nữa mình sẽ giải thích cho mọi người cái ulti. Đấy, giết thằng này đã. Ôi không chế nhiều thế nhở. Ôi lùi, thôi lùi. Nhưng mà thằng này nó không cho mình lùi vậy. Sắp ulti rồi. Sắp ulti xong. Ok. Đấy, cái chiêu 2 hồi máu cực kỳ là nhiều. Và cộng thêm cái nội tại ở cái ngưỡng máu 1. Đấy, ngưỡng máu mà các bạn được giảm 20% miễn thương. Thì đây là một cái lượng giảm miễn thương cực kỳ nhiều luôn nha. Và cái chiêu 2 ấy, cái nội tại 2 mà mình giải thích với các bạn là khi mà các bạn hồi máu ấy, nó sẽ chuyển một cái phần hồi máu của các bạn thành cái lượng giáp nha. Và khi cái giáp này của các bạn chạm đến cái mốc ở trên màn hình ấy, nó sẽ chuyển thành máu tối đa vĩnh viễn luôn. Đây anh em nhá, anh em nhìn mình hồi máu nha. Đấy, thấy không? Thấy chiêu 2 hồi máu nhá, là nó sẽ chuyển thành cái dạng giáp. Và cái giáp này nếu mà vượt đến cái ngưỡng là 33%, 66% và 100% thì nó sẽ hồi phục đầy máu cho các bạn. Đấy là lý do mà anh em thấy từ nãy giờ vì sao mà mình máu mình hồi liên tục luôn, cực kỳ là nhiều. Nhờ cái nội tại này mà Triệu Vân rất ít khi phải biến về nha các bạn. À, rồi, vào cướp thẳng mặt luôn, từ từ, tìm nó đông quá. Nào Trương Phi đâu, đợi Trương Phi vào đây xem nào. Thế anh em thấy không, chiêu mình hồi nhanh cực, cướp xong rồi thì về nha. Ôi Trương Phi đây, đây có Trương Phi. Không chết được, mình không chết được nha các bạn. Chiêu 2 của mình đầu game này hồi phục máu nhiều lắm, cực kỳ là khỏe luôn. Vẫn về được, Trương Phi máu tầm này vẫn về được. Lùi nha, không chơi nha. Ở đây đây. Không, pha đấy thì mình giận thì cũng không chết được. Thôi cho nó về đi. Mình về mình ăn. Bây giờ cái chiêu 2 được khả năng hồi máu khá là nhiều, cho nên là Triệu Vân đi rừng nó cũng
cái khả năng hồi phục nó cũng tốt hơn. Và với cái đợt mà chỉnh sửa như này thì mình cảm thấy Triệu Vân quay lại đấu trường cực kỳ nhiều luôn. Các bạn chơi hầu như, nhưng mà cũng có một cái điểm mình cảm thấy vẫn hơi thiếu thiếu là cái tầm ulti của con này vẫn hơi nhỏ một tí. Nếu mà nó xa thêm một chút nữa thì chắc là ok hơn, bởi vì nhiều khi mà các bạn combo, các bạn bắt vào AD ở tuyến sau nó vẫn hơi hụt. Tìm đâu, cứu, mày quá, có vào hồi máu hồi đến kịp lúc đến từ của Châu Phi, chứ không vào đấy là mình cũng bốc ruốc đấy. Đây tốn sách từ từ nha, tạm thời lùi nha các bạn. Ui tui tui, toang, ui toang, mày quá. Châu Phi lại một lần nữa cứu mình, may có cái giáp của Châu Phi mà mình không bị chết, nhưng không là pha đấy mình bị đốt chết bởi con Chu Du rồi đấy nha. Con Chu Du này chơi cũng khá hay nha các bạn, nhưng mà mình cảm thấy chiêu của Chu Du nó hơi ngắn so với các vị pháp sư khác, nhưng mà cái thổi nửa của nó thì khó chịu. Nhưng mà trong danh thì mình thấy ít gặp Chu Du nha các bạn, ít, hầu như là hiếm lắm mới gặp chơi Chu Du thôi, bởi vì chắc là theo cá nhân của mình đánh giá Chu Du nó không có cái tính cơ động, với cả cái sát thương của Chu Du là sát thương theo thời gian chứ nó không gây sốc sát thương, cho nên là ui giời vẫn dính kìa, cho nên là người ta không hữu dụng lắm trong cái meta mà bây giờ cái lượng sốc sát thương nó quá là lớn, mà những cái vị tướng gây sát thương theo thời gian thì cảm giác nó sẽ không được hiệu quả cho lắm. Và đấy là cái lý do mà bây giờ hầu như tất cả những vị tướng đi rừng là đều rất là ưa chuộng kiểu lối lên đồ semi. Đương nhiên thì mình cũng không phải là ngoại lệ, ngày hôm nay thì mình đi rừng có cái down đi rừng thì mình lên vật lý thôi. Và cái đồ thứ ba là cái dìu đen. Đồ thứ tư thì mình sẽ thay vì lên cái tam hợp kiếm thì mình sẽ lên cái găng tay băng giá. Cái găng tay băng giá và cái tam hợp kiếm nó sẽ trùng nội tại nha các bạn. Cái phúc hợp kiếm ấy, nó gọi là phúc hợp kiếm mini quân. Đấy, bắt vào thằng mid của nó đây này. Ôi có chết không, lùi. Pha đấy là bị nhảy hụt anh em ạ, chứ không hụt là pha đấy cũng trúng rồi đấy. Pha đấy mà nhảy trúng là Chu Du cũng nhấc người đấy. Nhưng mà hơi đen cái là bị hụt. Có cái này khá lợi thế cho bên Liên Quân cũng mới cập nhật cái cổng dịch chuyển này. Cái này khi mà các bạn gank xong thì các bạn đi về đường giữa hoặc là đường dưới để các bạn vào farm rừng cũng rất là tiện lợi. Kiểu đẩy nhanh nhịp đấu trận đấu hơn đấy. Đấy tầm này anh em thấy không? Ulti vào quái độc chỉ có 5 giây thôi. Đây nha, mình sẽ cho các bạn xem con này nhá. Ulti liên tục luôn, 6 giây. Cứ gọi là 6 giây đi. Về đây là mới giai đoạn đây cấp 12 nha. Max cấp thì nó chỉ còn khoảng 4 giây nha mọi người. 4 giây mà ăn mục tiêu như này thì sát thương nó cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, các bạn cứ hiểu như vậy đến tầm cuối game mà với cái việc cái độ hồi chiêu nó như thế này. Đồ hồi chiêu thì chúng ta có cái dìu đen kia là hồi chiêu rồi. Cái găng tay băng giá là anh em cũng đủ chơi rồi. Cái đồ thứ 5 thì cái đồ này quá quen thuộc với những cái vị tướng chơi theo kiểu semi rồi. Khi mà kích hoạt thì anh em sẽ được giảm miễn thương, vừa có sát thương mà vừa có giảm miễn thương. Hầu như cái đồ này phải tầm 95% anh em semi là hay lên cái đồ này. Và cái cuối là cái giáp bạo liệt. Cái giáp bạo liệt này thì khi mà các bạn bị gây sát thương thì các bạn sẽ được tăng sát thương và tốc độ di chuyển. Về cuối game khi mà cái giai đoạn mà tất cả hai bên đều full đồ ấy, thì bạn có thể bán cái giáp bạo liệt đi để các bạn lên cái giáp thiên thần nha mọi người. Trong đây kinh thằng này trách bụi ướm nhỉ. Thì trong nhiều video ấy mọi người thường bảo mình là tại sao là bên này không lên giáp thiên thần, là bởi vì người ta sẽ ưu tiên sát thương nhiều hơn nha các bạn. Bởi đến khi mà gọi là bên hai bên ấy nó quá là nhiều trang bị, quá thừa đồ, với cả trận đấu nó kéo dài quá lâu thì người ta mới lúc đấy mới tính đến việc lên giáp thiên thần để giao tranh về lâu dài. Chứ còn bình thường là sẽ ưu tiên lên sát thương nha các bạn. Đấy. Chứ bởi vì nếu mà các bạn lên giáp thiên thần thì các bạn có vẻ tự nhiên mất đi một slot tăng sát thương rồi đúng không? Ôi thì tốc biến ngay à? Từ nha, không có con gì hồi máu này. Ra hồi máu phát để cho đầy cây máu phát. Thế anh em nhỉ, mình hồi máu rồi chạy. Ui, vẫn còn một tí nữa, thiếu một tí máu nữa là đầy cây. Cái giáp kia mà khi mà các bạn đầy mốc đấy là các bạn sẽ chuyển thành máu nha. Mình có giải thích rồi đấy. Ai già. Rồi, tôn sách này. Không biết là ở đây anh em nào múc trang bị lữ bố chưa nhỉ? Trang bị lữ bố đẹp ấy. Mình phải công nhận là nó đẹp, nhưng mà lữ bố hiện tại đang bị out meta, cho nên là mình đang phân vân, mình chưa muốn mua.
Nhưng mà đây là trang phục limited nha. Anh em nào mà muốn sưu tầm là phải mua ngay, kẻo không có thời gian mua đâu. Này thì giận này. Tầm này khỏe rồi anh ạ. Team mình tầm này lượng sát thương khống chế cực kỳ nhiều. Rồi ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên cho mình xin một nút like, một lượt comment và một lượt share ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu bạn muốn mình làm về vị tướng nào thì hãy comment ngay ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.